mà em thích vốn kỳ lạ lắm. Liệu rằng ai có ngờ điều em thích? Điều mà em thích đó là thời trang, là một điều mà em từng ước mơ. Điều mà em thích vốn kỳ lạ lắm. Liệu rằng ai có ngờ? Điều mà em thích đó là thời trang, điều mà em ước mơ. Điều mà em thích cũng thật ngộ nghĩnh, làm bộ hay giả vờ. Điều mà em thích chính là mạnh mẽ trong trái tim mộng manh. Điều mà tôi thích đó là sáng tạo, là thời trang khăn dần mà tôi từng mơ ước. Điều mà tôi thích đó là tự tin, là đem đến cho đời cá tính của riêng tôi. Điều mà em thích vốn kỳ lạ lắm, liệu rằng ai có ngờ điều em thích? Điều mà em thích đó là thời trang, là một điều mà em từng ước mơ. Em mơ những giấc mơ đẹp xinh, viết trang sách cuộc đời. Riêng em giữ mãi một niềm tin trong từng hơi thở. Mọi người đã thấy điều mà em ấp ôm những tháng ngày, và tỏa sáng khát vọng ngày xưa em từng mơ. Điều mà em thích vốn kỳ lạ lắm, liệu rằng ai có ngờ điều em thích? Điều mà em thích đó là thời trang, là một điều mà em từng ước mơ. Má, má sao vậy má? Má đi đâu mà giờ mới về? Má chạy đi kiếm Mỹ Vân suốt cả buổi tối mà không thấy nơi đâu hết. Má, má ngồi đây đi má. Sao nó về tới đây mà nó không vô nhà để gặp mặt mình? Tới con đâu mà nó cũng bỏ nữa. Má, nơi Mỹ Vân nó đã cố tình tránh mặt mình rồi thì làm sao mà nó chịu gặp mình hả má? Má, má nghe con, má đừng có buồn nữa mà má. Má đừng có khóc như vậy. Con nhất định là tìm Mỹ Vân về cho má mà. Tôi nghiệp con quá. Con mẹ con nó ác quá đi. Nó đúng là cái đồ không có lương tâm mà. Bỏ đi biệt biệt, không có một chút tin tức gì hết. Thử hỏi, con người mẹ nào mà lại không lo cho con đâu chứ? Đó là cái đồ bất hiếu mà. Nó ác quá mà, từ con nó như vậy mà nó đánh đoạn bỏ. Tội nghiệp con quá. Mình phải làm sao đây? Mình có nên nói cho má biết chuyện của Mỹ Vân không? Thưa con mà. Nếu như má biết Mỹ Vân làm ở quán bar, chắc là má sẽ càng lo lắng hơn nữa. An. Dạ. Mà thiệt ra con có tin tức gì của ông Dân không? Thiệt tình là nó không liên lạc gì với con sao? Hay là con giấu má chuyện gì hả? Dạ không đâu má. Con sao dám giấu má chuyện gì chứ. Má yên tâm đi, nhất định con sẽ tìm em con về mà má. Con hứa với má. Má, thôi má nghe con, má vô nghỉ đi má. Má cũng mệt rồi, thôi má vô nghỉ đi má. Vô ngủ với bà ngoại. Ra ngoài đi con. Con cũng vô nghỉ luôn nghe. Dạ. Cô vào phòng tôi có chút việc. Dạ.
Dạ, tổng giám đốc cho gọi em có việc gì không ạ? Cô cầm hồ sơ này xuống dưới phòng nhân sự giúp tôi. Dạ. Hy vọng Minh Sơn và cả mình không lầm lẫn. Nếu cô bé có thể giúp like thì xem ra cũng là điều tốt. Nhưng nếu như Minh Sơn có tình cảm với Thu An thì mong muốn của mình thật khó mà thực hiện được. Hằng. Ờ, Thảo. Hằng định đi đâu vậy? Ờ, mình mới qua phòng nhân sự. Ủa, Hằng qua phòng nhân sự làm cái gì vậy? Hằng chuyển quyết định của tổng giám đốc xuống cho phòng nhân sự. Ủa, mà tổng giám đốc có quyết định gì mới hả? Ừ, giám đốc quyết định chuyển Thu An từ phòng marketing sang phòng thiết kế. Cái gì? Chuyển nhỏ Thu An qua phòng thiết kế hả? Ờ, thôi tôi đi nha. Đúng là cái thứ chỉ giỏi đi đường vòng. Thật là giỏi đóng kịch. Ủa, Thảo đang nói ai vậy? Nhỏ Thu An chứ ai. Nó có làm được gì đâu mà sao được ưu ái vậy chứ. Bực mình. Riết rồi công ty đi đâu cũng nghe tiếng Thu An hết. Sao? Đúng như mong muốn của cô rồi đúng không? Cô giỏi hơn tôi nghĩ á. Chị nói gì em không hiểu gì hết. Còn bài đặt giả nai không hiểu nữa hả? Trong một thời gian ngắn như vậy á mà cô đã bỏ bồ được hai sếp. Thảo nói vậy là có ý gì đây? Hả? Tôi nói vậy không phải sao? Bắt đầu là từ vị trí thư ký, rồi nhoi lên làm trợ lý của sếp Sơn, bây giờ lại sang phòng làm thiết kế. Không thấy kỳ lạ hả? Nếu không làm chuyện mờ ám á thì khó có ai mà tin được. Chị Thảo, có chuyện gì vậy? À, An mới đi từ phòng nhân sự về. Quỳnh coi đi. Hay quá. Chúc mừng An nha. Nè, cái này á là do An có thực lực. Thu An không làm gì ảnh hưởng đến người khác hết. Mà có làm gì ảnh hưởng đến Thảo hả? Thôi đi Quỳnh, chắc là Thảo nói vậy không có ý gì đâu. Mà nè, An không tin đây là sự thật á. An không biết là mình có đang nằm mơ không nữa. Mơ cái gì mà mơ, giấy trắng mực đen như vậy nè. Hơn nữa lại có chữ ký của tổng giám đốc nữa. Quỳnh thấy An được như vậy, Quỳnh vui quá à. An cũng vui lắm, vui đến nỗi không nói được gì luôn, không tin đây là sự thật luôn á. Cô đừng nên vui mừng quá sớm như vậy. Nếu cô làm không tốt thì mọi chuyện xấu cũng có thể xảy ra. Tôi cũng đang tính gặp anh để nói lời cảm ơn. Vì dù sao anh cũng giúp tôi nhiều lắm. Người quyết định cho cô vô phòng thiết kế là tổng giám đốc, chứ không phải là tôi. Vì vậy cô không cần phải cảm ơn tôi. Còn mọi người tiếp tục làm việc đi. Thu An. Những gì tôi làm không phải là vì cô, mà là vì Lai. Chỉ cần cô làm tốt công việc và phát huy hết khả năng của mình ở vị trí mới, như vậy là đủ rồi. À, tôi cho cô 2 phút để chuẩn bị ra ngoài với tôi. Cái gì? Tôi đang trong giờ làm việc mà ra ngoài với anh làm gì? Đi ra ngoài với tôi cũng là làm việc. Tôi cần một thư ký biết nghe lời và nhanh nhẹn, chứ không phải là một thư ký đứng chết chân như cô. Anh... Gì kỳ vậy? Lúc nào cũng bắt người ta đi ra ngoài công việc, rồi kế hoạch này kế hoạch kia, không biết là anh ta đang nghĩ cái gì luôn á. Thank you.
Chẳng phải anh nói với tôi á là đi gặp khách hàng sao? Sao tự nhiên dắt tôi vô cà phê làm gì? Cô nghĩ tôi vô cà phê để làm gì? Cuối cùng bây giờ anh có nói hay không? Cô tôi đứng nước ngoài để thay thế cho nhân viên. Rốt cuộc là anh có nói cho tôi biết hay không? Anh mà không nói á là tôi đi về công ty làm việc. Tôi không có thời gian mà đi cà phê cà pháo với người như anh đâu. Cô cứ ngồi đi. Dạ anh chị dùng gì vậy? Cho anh một ly cà phê đá pha phin. Dạ, còn chị? À, cho chị một ly giống vậy đi. Dạ. Cô cũng hay. Mới vừa cao có với tôi mà bây giờ quay sang dịu dàng với người khác. Tại sao cô không dùng thái độ này với tôi? Biết đâu tôi và cô sẽ có cái nhìn khác về nhau hơn. Anh thiệt là lạ đời. Chẳng phải người khó chịu với tôi trước là anh sao? Mà muốn người ta vui vẻ với mình á thì trước tiên phải nhìn lại mình coi làm cái gì để cho người ta có cái nhìn khó ưa với mình như vậy. Càng ngày tôi càng phát hiện cô cũng không dữ. Tôi cứ tưởng là cô đang là sếp của tôi, còn tôi là nhân viên của cô. Thì đúng là trong công ty anh là sếp của tôi, nhưng mà ở đây tôi với anh ngang hàng với nhau, chẳng là gì cả. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Tôi không đợi coi với cô nữa. Cô tập trung quan sát đi. Từ lúc vô quán tới giờ, cô có để ý những người phụ nữ trong quán này không? Khi không, biểu tôi quan sát người ta làm gì? Sự quan sát này sẽ giúp cô rất nhiều trong công việc. Tôi hiểu ý anh rồi. Có phải là anh đang muốn nói với tôi để ý mấy cái chiếc túi mà họ đang mang đúng không? Chính xác. Cô phải tìm hiểu rõ thị trường cho thật kỹ. Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có ý tưởng tốt cho những sản phẩm sắp tới của cô. Chỉ cần cô nắm bắt được tâm lý và thị hiếu của khách hàng rõ ràng thì cô sẽ càng thành công hơn trong công việc của mình. Tôi nhìn anh á, tôi rất là thắc mắc nha. Anh lúc nào cũng luôn tạo điều kiện và quan tâm đến tôi, nhưng mà tại sao ở trong công ty anh làm cái gì mà lúc nào cũng gây khó dễ cho tôi? Anh có thể cho tôi biết được không vậy? Tôi vẫn là câu nói cũ. Dù là cô hay bất cứ ai, chỉ cần họ có khả năng giúp Lai thành công, tôi cũng sẽ làm như vậy. Alo, Thu An nghe ạ. Thu An hả? Là anh đây. Sao lại là anh? Em vẫn khỏe. Nếu không có việc gì á, anh làm ơn đừng có gọi làm phiền tôi nữa được không? An à, anh thật sự là muốn gặp em. Xem như là hai người bạn gặp lại nhau được không em? Giữa tôi với anh có quan hệ gì nữa đâu mà muốn gặp tôi để làm gì? Cho nên tôi không có lý do gì để gặp anh hết á. Xin lỗi nha, tôi đang có việc rất là bận. Anh à, Thu An, cô có chuyện gì không? Cô chỉ đường đi, để tôi đưa cô về luôn. Tôi không có sao hết á.
Anh cứ chở tôi đến đằng kia có trạm xe buýt để tôi tự về được rồi. Tôi không có dám làm phiền trưởng phòng đâu. Tôi không có khái niệm bỏ ai đó giữa đường khi đang đi chung với tôi. Cho nên một là cô chỉ đường rồi tôi đưa cô về. Hai là tôi muốn chở cô đi đâu là quyền của tôi. Cô chọn đi. Tôi thấy lạnh quá. Cô khoác cái áo này vô đi. Nếu không lại cảm lạnh. Nếu không ngày mai đi làm cũng sẽ không hiệu quả nữa. Cô nhìn cái gì? Mặc vô đi. Thôi, tới nhà tôi rồi. Dạ, cảm ơn. Sao không? Đi vô trong hẻm cái là tới. Hay là tôi lấy xe đưa cô vô nha. Thôi được rồi. Anh mà lấy cái xe đó chở tôi vô chắc cả sớm thức dậy hết quá. Tôi trả áo cho anh nè, cảm ơn anh. Tôi chưa bao giờ cho ai mượn áo hết. Tôi nghĩ là cô nên giặt nó rồi mới trả cho tôi mới đúng chứ. Cô đem về giặt sạch đi, rồi mai hãy trả cho tôi. Tôi về đây. Em từ chối gặp anh cũng chính vì anh ta, có đúng vậy không? Tại sao anh biết ở đây? Chuyện đó em không cần biết. Trả lời đi, có phải em và anh ta đang quen nhau không? Thật là buồn cười, tại sao tôi phải trả lời anh? Anh là gì của tôi? Chẳng lẽ bây giờ tôi quen ai phải đi xin phép anh hay sao? Nếu như mà không có chuyện gì thì từ đây sắp tới anh đừng bao giờ làm phiền và đừng bao giờ tìm tôi nữa. Thật sự là tôi không bao giờ muốn gặp lại con người bội bạc như anh. Em còn hận anh, có nghĩa là em còn nhớ tới anh. Buông ra. Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Quan. Ủa má. Ừ, cái cậu mà đưa con về á có phải bạn trai con không? Dạ không phải bạn trai con. Không phải bạn trai mà đưa về tới tận nhà. Dạ là sếp của con đó, tại vì sáng nay con đi công việc với sếp nên sẵn đưa con về luôn. Vậy hả? Vậy mà má cứ tưởng. Ủa mà thằng con hồn quốc trung á, bộ nó làm khổ con chưa đã hay sao mà còn mò tới tận đây nữa. Thôi kệ anh ta đi má, mình đi vô nhà đi. Đi.
Chừng nào con tìm được người yêu thương và lo lắng cho mình thì má mới an tâm được An à. Tôi có cách làm cho cô phải đi đó. Cô không đi á rồi sao? Tôi bế cô. Anh dám làm điều đó hả? Có chuyện gì mà tôi không dám? Tôi sợ rồi, anh đi trước đi, tôi đi liền. Đi nhanh đi. Nhưng từ khi ba tôi mất đi thì tôi biết tương lai tốt đẹp đó của tôi cũng biến mất. Tôi chỉ biết tự nhủ với mình là mỗi ngày tôi phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều để thay thế ba tôi lo lắng cho gia đình. Nhưng điều đó tới bây giờ tôi cũng làm không được. Tôi cũng không thể bảo vệ được cho đứa em gái của mình nữa. Không ngờ cô ấy lại sâu sắc tới vậy. Mình đã sai khi nghĩ như cô ấy sao? Tôi cảm thấy mệt lắm, tôi muốn về nghỉ ngơi. Anh chở tôi về nha. Cảm ơn. Không có gì đâu. Được rồi, để tôi đưa cô về. Chỉ là giây phút thoáng qua thế thôi, mà tim anh tự dưng nhói đau, cảm giác cứ như hơn ghê. Thầm thế sao? Dù cho hai ta chung lối, vượt qua những sóng gió, bao tố phong ba giữa dòng đời. Dù cho ta có, tôi thấy lạnh quá. Cô khóa cái áo này vô đi, nếu không lại cảm lạnh. Nếu không ngày mai đi làm cũng sẽ không hiệu quả nữa. Và đến phút cuối em bước. Cô nhìn cái gì? Mặc vô đi. Tại sao mình lại nhớ đến con người lạnh lùng đó chứ? Có những lúc anh ấy cho mình cảm giác thật là ấm áp, nhưng có những lúc anh ấy lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Tại sao anh ấy lại luôn giữ khoảng cách với mình? Phải làm sao mới có thể hiểu hết được con người này đây? À.
sáng soi đoạn đường mà em đã bước. Là yêu anh nhưng giấu đi trong lặng im với những giấc mơ chờ mong. Và đôi lần ta nhìn thấy nhau có khi chạm mặt và nhìn chóng quen, không nói nên một câu nhưng trái tim thật tâm yêu anh đã rất lâu. Dù ai đó bước đến bên em chỉ là giây phút thoáng qua thế thôi mà tim anh tự dưng nhói. Mày sao vậy Thu An? Đừng có nói là mình đã yêu anh ấy nha. Không được, không thể nào như vậy được. Ông trời đưa đẩy thật kỳ lạ. Mình đúng là có duyên cho cô gái thằng Trang này. Không lẽ mình yêu cô ấy rồi sao? Dù cho ta có đổi thay có rời xa, ta vẫn yêu vẫn mãi bên anh. Thuộc về anh từng phút từng giờ, từng ngày mong trước đến bên em và đôi ta sẽ sánh bước bên nhau, bình minh sáng soi cuối đoạn đường. Thu An ơi, Thu An à, làm việc nhớ tranh thủ về sớm nha. Sao lúc nào cũng thấy Thu An về trễ hết vậy? Tại vì dạo này sếp giao cho nhiều văn bản báo cáo quá, cho nên phải tranh thủ làm cho xong sớm. Thôi ráng ở lại siêng năng làm việc cho xong đi, để lấy lòng sếp. Thôi mình về trước nha. Bye bye. Bye bye. 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 Đúng là tình thái giám đáng ghét. Mình nói không sai mà, anh ta đang cố tình hành mình đấy. Nếu không thì giờ này tại sao còn bắt mình làm việc nữa chứ? Mời cô chú. Dạ. Đậu rồng chơi chờ ngoại chút xíu nha, ngoại dọn rồi ngoại ẵm con ha. Ai, xong rồi, xin lỗi con nha, nãy giờ bỏ con hả? Vô ngoại đút con. Trời đất ơi, con sao vậy nè? Đậu rồng, chết rồi. Trời ơi. Alo má, con nghe nè má. An ơi An, con về liền đi. Không biết sao đậu rồng nó chảy máu cam nè. Cái gì? Má nói đậu rồng bị bệnh hả? Ừ, nó chảy máu cam. Rồi, con đi về liền. Về nha má. Cô đi đâu vậy? Ai cho phép cô về khi chưa xong việc? Con tôi bị bệnh, tôi phải về gấp. Cô nói cái gì? Con cô? Không có, gia đình của tôi đang có việc rất là gấp. Tôi phải về, có gì tôi sẽ gửi tất cả các tài liệu cho anh qua email nha. Cô đứng lại đó. Tôi thật sự đang rất là gấp. Có gì về nhà tôi làm việc tiếp rồi tôi gửi email qua cho anh. Vậy nha. Nhưng tôi muốn cô giải thích. Cô phải có lý do chính đáng cô mới về được. Tôi thật sự là không biết giải thích với anh như thế nào trong lúc này hết á. Nhưng mà tôi đang rất là gấp đi đến bệnh viện, anh hiểu không? Vậy nhá. Cô ta mới nói cái gì? Con cô ta? Vậy cô ta có con rồi sao? Anh ơi anh làm ơn chạy nhanh giùm tôi chút đi, tại vì con tôi đang cấp cứu á. Tôi biết rồi.
thì phải chạy từ từ thôi, chứ chạy nhanh công an phạt là sao. Nhưng mà tôi sốt ruột quá, anh giúp tôi chạy nhanh lên đi. Qua nha con. Rồi, con có chút xíu nữa nha con. Rồi, giỏi quá. Con đừng khóc nữa nha, bác sĩ khám cho con mau hết bệnh nha. Dạ, bác sĩ, cho tôi hỏi là con tôi có sao không bác sĩ? Ngoan con. Bây giờ tôi cho đơn thuốc, về uống trong vòng 3 ngày. Nếu như mà không chảy máu nữa, thì không sao. Còn nếu như chảy máu, thì phải đưa bé đến đây ngay. Còn bây giờ, chị theo tôi lấy kết quả xét nghiệm và lấy đơn thuốc. Rồi, dạ. Có thể xuất viện trong ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Má ngồi ở đây với đậu rồng nha. Con đi theo bác sĩ để lấy thuốc. Lại chờ cho mọi chuyện không sao. Con ngoan, mau khỏe nghe. Con à, đợi má ăn chút xíu, má ăn lấy thuốc gì cho con nha. Con biết có chuyện gì mà sao lâu quá vậy không biết nữa. Đây, sữa tới đây, sữa tới đây. Anh, uống sữa đi. Anh Sơn, uống sữa nè. Anh Sơn. Cái này là nghi án thất tình thiệt rồi. Cháy nhà. Ôi, sầm quá. Ngồi xuống ăn cơm đi. Tại em thấy anh không có ăn cơm á, anh cứ ngồi á, anh chống kèm, dầm, muốn nát chén cơm luôn vậy đó. Anh, hôm qua em mới chat với má anh á. Má anh nói á, lúc này anh ốm quá, cho nên phải tăng thêm phần sữa. Một ngày 3 ly lận á. Anh ăn cơm nhanh đi để còn uống sữa nữa. Em nghĩ sao vậy? Anh là con nít ở đâu mà uống sữa nữa chứ. Thôi, anh không uống nữa đâu. Sao vậy? Anh phải uống đi. Nếu không á, em ăn nói làm sao với má của anh? Vậy là triệu chứng của bệnh tương tư thiệt rồi nè. Bỏ ăn, bỏ uống. Anh tương tư ai vậy? Anh kể cho em nghe đi. Cho em biết, anh tương tư. Thì em coi phim á. Em coi phim em thấy vậy á. Nào, phim. Anh tương tư ai thì anh nói đi. Rằng em còn báo cáo với má anh nữa. Anh nói đi, nếu không á má anh la em thì sao? Anh, ai vậy? Nói cho em nghe đi. Con nít con. Biết cái gì mà yếu với đứa. Nhiều chuyện quá. Anh không nói rồi. Phải biết gì để báo cáo cho má của anh. Anh không báo cáo rồi má anh la em thì sao? Chắc chắn là có vấn đề. Nghiêm trọng thật rồi. Alo, em đang ở đâu vậy? Em đang ngoài trước nè chị. Má đi ra ngoài rồi, em vô nhà lẹ đi. Dạ. Ơi, đậu rồng ngoan nha. Đậu rồng sắp được gặp mẹ rồi. Đậu rồng sắp được gặp mẹ rồi. Thương quá. Con. Con em nó bị sao vậy chị? Bác sĩ nói nó không có sao hết á. Hồi chiều chị có cho nó uống thuốc hạ sốt rồi, cho nên nó cũng đỡ. Em yên tâm đi.
Em xin lỗi. Thôi. Má thương. Đây. Thôi. Đây, giảm con nha. Mô đầu đầu ngoan nha. Ngoan nè. Đừng có khóc nữa mà. Mẹ về thăm con mà. Chị cũng định nói với má về chuyện của em. Má lo cho em lắm đó Mỹ Vân à, em biết không? Đừng, chị đừng nói với má mà chị. Má biết, má càng lo lắng hơn tôi. Chị hứa với em, chị đừng có nói cho má biết nha chị. Em không có dám gặp má đâu. Em xin chị đó. Nếu mà chị nói với má, em sẽ không có về nữa đâu. Thôi được rồi, chị hứa với em là chị sẽ không nói. Nhưng mà em phải hứa với chị là phải thường xuyên gọi cho chị. Có chuyện gì cũng phải nói cho chị biết, không được giấu chị nghe chưa. Nè, em ôm đậu rồng thêm chút nữa đi. Con ơi. Con chào bác. Má An về rồi kìa. Quên, lâu quá mới thấy con ghé chơi nghe. Dạ. Cho ngồi dạ, đi. Tại bữa giờ con cũng bận quá, không có thời gian thăm bác với lại đậu rồng. Con ơi. Dễ thương quá à. Má ơi. Nè, lát con nữa nè. Con chở đầu rồng ra nè, ngoài chơi cho nè, má của con má nè, nhà cứ ăn cơm trước đi khỏi chờ tụi con. Ủa sao lại đưa đậu rồng đi chơi giờ này? Nếu con muốn đi đâu thì cứ đi đi, để đậu rồng ở nhà má lo cho. Nhưng mà cái đó là ý của con, tại vì con thấy Thu An bận rộn quá, với lại hôm nay con được về sớm mà, nên dẫn hai mẹ con đi chơi, tụi con sẽ thu xếp về sớm. Dạ phải đó má. Thôi được rồi, hai đứa đi đâu thì đi, nhưng nhớ là về sớm nha. Dạ. Rồi, đậu rồng qua đây. Hai đầu đi rồi, chơi nha. Đậu rồng đợi nón vô nha. Mang để chị chở đi chơi mang nha. Mang giày vô con nha. Mang giày vô. Đây, bà ngoại mang giày đem cho nha. Thích nha. Ngoan nghe. Đi chơi ngoan nghe. Rồi, má ăn ẩm. Ê. Đi chơi đi. Dạ, chơi tụi con đi chơi nha bác. Dạ. Mấy đứa đi vui nghe. Dạ. Dạ chị. Chị cứ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà. Bây giờ chuyện như thế nào, chị cứ nói rõ ràng cho em nghe đi. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Em làm sai hết trơn rồi mà bình tĩnh cái gì? Minh Sơn ổng la chị quá trời luôn nè. Tại sao lại như vậy được chứ? Tất cả các số liệu và thông tin đó là của chị cung cấp cho em, em chỉ biết làm theo thôi mà. Cung cấp cái gì mà cung cấp? Cung cấp là một chuyện, nhưng mà sau khi làm xong em cũng phải kiểm tra lại chứ. Làm sao mà em đổ lỗi hết cho chị được? Em không biết phải nói làm sao luôn á. Thật sự là em chỉ là nhân viên mới vô làm thôi. Tất cả những gì chị đưa em chỉ biết làm theo, chính xác như vậy. Đúng là chị đưa cho em, nhưng mà bằng nghiệp vụ em cũng phải biết cái nào đúng sai chứ. Thật tình là em không biết nói làm sao luôn đó. Em làm theo chị mà. Làm theo chị hay không á thì chị không biết, nhưng bây giờ em phải sửa lại và gửi mail gấp cho chị. Chị, hôm nay là ngày nghỉ của em không thể nào lên công ty liền ngay bây giờ được hết á. Thôi đi, không nói nữa.
Bây giờ á, em phải sửa lại và gửi mail gấp cho chị. Nhưng mà chị ơi, em xin lỗi, hôm nay... Sao? Em không biết phải làm sao hết, nhưng mà bây giờ em không thể nào lên công ty được. Hôm nay là ngày nghỉ của em mà. Ngày nghỉ cái gì? Bây giờ á, em ra tiệm internet làm rồi gửi cho chị cũng được mà. Bây giờ em đang có việc rất là quan trọng. Quan trọng? Quan trọng hơn chuyện của công ty hay sao? Chuyện gì cũng phải giải quyết cho xong chứ. Lâu lâu em mới có một ngày nghỉ dắt con em đi ra công viên mà. Em đang đi với con em, làm sao em bỏ con em được chị? Chị không cần biết. Bây giờ chị đang cần gấp, em phải gửi liền cho chị. Vậy thôi nha chị. Dạ, thì em hứa với chị ngày mai lên công ty em sẽ giải quyết chuyện này cho chị. Em làm như vậy dạ, là không được. Dạ. Ngày mai là chị... không kịp đâu. Em phải gửi liền cho chị. Em hứa với chị mà, nha chị. Alo, nghe nè Quỳnh. Hả? Cái gì? Biết ngay mà, khi có cái gì là mẹ An, mẹ An hết á. Rồi, khi mà nó khóc như vậy á, lấy sữa đút cho uống rồi thay tã cho nó là nó hết khóc à. Và đôi ta sẽ sánh bước bên nhau.